quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại hộ gia đình của anh Lý Thủy Dương, bản Huế Luông, xã Hoàng Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tại đây thì bà con trong bản cùng với anh em họ hàng đang có mặt đông đủ để thực hiện nghi lễ cấp sắc. Đây là một trong những nghi lễ chu kỳ của đời người có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người đàn ông dân tộc Dao. Với họ thì người đã trải qua nghi lễ cấp sắc dù ít tuổi nhưng vẫn được coi là người trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm linh và được tham gia vào các công việc quan trọng của bản. Ngoài ra thì họ còn có thể thờ cúng tổ tiên. Lễ cấp sắc hay còn gọi là lễ tục cài. Với người Dao, người đàn ông được coi là trưởng thành khi đã trải qua nghi lễ này. Tuổi làm lễ cấp sắc thông thường được chọn từ khoảng 10 tuổi trở lên. Thời gian làm lễ sớm hay muộn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Trước ngày tổ chức, gia chủ mang lễ đến nhờ thầy cúng xem sách, chọn ngày lành, tháng tốt để làm lễ và phải mời 5 đến 6 thầy cúng. Trong đó có 4 thầy chính, mỗi thầy với quyền hạn khác nhau. Người được chọn làm thầy trong lễ phải là người đã được cấp sắc, nghĩa là được cộng đồng thừa nhận, đồng thời phải là người có uy tín, am tường lý lối, thông thạo chữ Dao cổ. Lễ tục cài của người đồng bào dân tộc Dao xã Hoàng Thèn thường diễn ra từ 2 đến 3 ngày đêm. Còn có những đám to được làm 7 ngày, 7 đêm. Trong các ngày làm lễ, bữa đầu tiên của ngày làm lễ mọi người được ăn mặn, còn các ngày tiếp theo, thầy cúng, người con trai được làm lễ hay còn gọi là người thụ lễ, cùng với gia đình và những người giúp việc phải ăn chay, kiêng các đồ có mỡ động vật trừ cá, có thể ăn cá hấp, cá sấy, cá luộc hoặc nấu canh nhưng không được cho mỡ động vật. Người Dao quan niệm không có gì sạch bằng nước mà cá sống dưới nước nên trong lễ cúng, ngoài thịt lợn, gà, xôi, bánh thì bắt buộc phải có món cá. Gia đình tôi thì đã chuẩn bị làm tủ cải cho con, đã nuôi gà, nuôi lợn đã một năm trước, xong chuẩn bị tiền. Để đến ngày để được làm lý cho con, đặt tiền cho con là từ một tháng trước đặt cho ông thầy về làm. Xong trong vòng mà ông thầy về làm phải trong 3 ngày, 3 ngày xong mới làm xong. Lễ cấp sắc không chỉ là một tục lệ rất phổ biến mà còn là nghi lễ bắt buộc được lưu truyền từ nhiều đời nay trong cộng đồng dân tộc Dao. Trong lễ cấp sắc, thầy cúng đọc về lịch sử, cội nguồn, quá trình thiên di, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Dao, những khó khăn khi vượt sông, biển, tìm đến vùng đất mới được thể hiện bằng những điệu múa cổ truyền dân gian, hòa nhịp với các nhạc cụ trống, xúc sắc, chuông lắc, thanh la, não bạt, vân vân, được hình tượng hóa bằng các động tác nhảy múa kết hợp với ca hát. Trong lễ cấp sắc, âm nhạc có một vai trò không nhỏ và được sử dụng như một chiếc cầu nối giữa thế giới thực tại với thế giới siêu nhiên. Bên cạnh đó, thầy cúng đọc tích truyện về bàn vương, ông tổ của người Dao, về nguồn gốc của mỗi dòng họ. Từ đó, không chỉ người cấp sắc mà cả những người tham dự có thể hiểu hơn về lịch sử cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc lưu truyền những câu chuyện cổ của người Dao, bảo tồn những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Cái tên của lễ tù cải này thì nó mới là tên chính của theo cái phong tục người Dao tù cải, mà còn cái tên thường gọi đấy là cái tên ngoài xã hội gọi là đi học, đi đây, đi đó thôi. Chứ còn cái tên chính này để về sau mà khi mà mình qua đời để con cháu còn tiếp nối cho gọi đặt lên bàn thờ mà. Có nghĩa là không tù cải thì không được cái tên chính để cho đời này sang đời khác. Thì còn khi mà mình lên bàn thờ rồi thì không có cái tên chính này thì không thể gọi được. Người Dao quan niệm lễ cấp sắc còn có nghĩa là lễ khai tên hay lễ nhận tên âm, được thánh thần ban định chỉ dành cho nam giới. Người đàn ông dân tộc Dao phải được giáo dục, rèn luyện về nhiều mặt để làm trụ cột của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Và phẩm chất của họ được kiểm nghiệm qua lễ cấp sắc. Trong nghi lễ, vật dụng không thể thiếu là đèn với dụng ý soi cho đầu óc được thông thái, soi cho lòng dạ được thông minh và tẩy rửa các tội lỗi để người cấp sắc được trong sạch. Các điều dân dạy trong nghi lễ được linh thiêng hóa và trở thành những giá trị đạo đức mà con người phải giữ gìn với nội dung thể hiện trong đạo sắc, hướng con người tới cái thiện, sống có đạo đức, có nhân cách, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Khi làm lễ cấp sắc xong thì cháu đã là người trưởng thành, đã được tham gia vào công việc của bản.
cháu rất vui. Đồng bào Dao có lòng tin sâu sắc rằng được cấp sắc thì làm ăn mới được may mắn, sinh hoạt mọi mặt mới được thuận lợi, được công nhận là người trưởng thành, được nối dõi tổ tiên, dòng họ dân tộc mới phát triển. Người Dao tin rằng chỉ những người được cấp sắc mới đủ tâm đức để phân biệt phải trái, mới thấu hiểu phong tục tập quán của cộng đồng người Dao. Sau lễ cấp sắc, những đứa trẻ được thụ lễ sẽ có thêm những người bố, đó chính là những người thầy. Từ đây những người thầy này sẽ có trách nhiệm truyền dạy các nghi lễ, dạy chữ nho để đứa trẻ được trang bị đầy đủ những kiến thức và tiếp tục sứ mệnh chân truyền, làm thầy cho các thế hệ tiếp theo trong đồng bào dân tộc Dao. Tất cả con trai người Dao đến tuổi đều phải làm lễ tụ cải, nếu không làm lễ này sẽ không được coi là người trưởng thành. Phong tục tập quán nghi lễ là yếu tố quan trọng phản ánh trình độ phát triển và qua thời gian, những giá trị đó đã dần tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng, thể hiện khát vọng về một cuộc sống sung túc, ấm no và hạnh phúc của người Dao nói riêng, các dân tộc nói chung, đóng góp quan trọng vào kho tàng bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.